Chính ra ngày xưa mình chỉ sống trong một xã hội thôi, bây giờ mình sống một phát mấy xã hội rồi. Đúng, nói câu này là đúng lắm. Chúng ta đang sống trong những xã hội gì nhỉ? Xã hội thật, xã hội Facebook, xã hội Instagram, xã hội gì nữa? Twitter, Telegram, Viber, Zalo, WhatsApp. Thôi các bạn, sao thế thôi. Ok, hôm nay chúng ta sẽ nói về Facebook nha các bạn. Một thế giới mới, một xã hội, không phải một thế giới mới. Hôm nay chúng ta sẽ nói về Facebook nha các bạn. Một thế giới khác, một xã hội khác mà chúng ta đang sống ở trong đó. Có thể là các bạn đã biết rồi thì hôm thứ Tư vừa xong, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ FTC đã tuyên phạt Facebook 5 tỷ đô vì vi phạm quyền riêng tư của khách hàng. Thực ra Facebook thu thập dữ liệu người dùng là thứ nói thật với anh em, tất cả chúng ta đều biết. Nhưng mà cần có một lý do cụ thể trong một trường hợp cụ thể để mà ai đó có thể tuyên phạt được họ. Và FTC chọn Cambridge Analytica. Đây là công ty được Facebook cho phép thu thập dữ liệu người dùng đến tận năm 2015. Trong khi kể từ năm 2011, Facebook đã cam kết không chia sẻ dữ liệu người dùng với bên thứ ba khi chưa có sự cho phép của FTC. Cụ thể, không rõ tình cờ hay là cố ý mà Cambridge Analytica nắm được thông tin của 87 triệu người dùng Facebook để áp dụng cho công tác phân tích về mặt chính trị của họ. Chính trị nghe dã man vậy. Sau khi bị cáo buộc thả lỏng hoặc thậm chí là tiếp tay cho Cambridge Analytica, Facebook còn bị đánh giá là một mạng xã hội có nguy cơ chảy máu thông tin cao bởi các chính trị gia, người dùng và thậm chí là một trong những đồng sáng lập của chính công ty này. Hay nhỉ? Số tiền phạt 5 tỷ đô la Mỹ đã bao gồm cả việc FTC tuyên bố Facebook có sự sai phạm trong sử dụng số điện thoại đăng ký theo tài khoản của người dùng. Họ nói là cung cấp số điện thoại là để tăng tính bảo mật của tài khoản, nhưng mà sau đấy lại dùng dữ liệu này cho mục đích quảng cáo. Thêm vào đó là tính năng nhận diện gương mặt, theo thông báo của Facebook là không được kích hoạt mặc định khi lập tài khoản, nhưng thực tế thì là có. Ok, sau đấy thì một vài chữ ký, một vài cái đóng dấu và FTC cũng thu của Facebook 5 tỷ đô tiền vi phạm quyền riêng tư. Đây là một khoản phạt kỷ lục đối với tội danh này, phá sâu kỷ lục cũ được nắm giữ bởi Google. Vào năm 2012 thì Google bị phạt 22,5 triệu đô vì chính sách quyền riêng tư ở trên trình duyệt Safari. Mục đích của FTC khi tuyên phạt Facebook không chỉ là phạt tiền, mà họ mong muốn thay đổi văn hóa sử dụng thông tin khách hàng bên trong trụ sở của mạng xã hội lớn nhất thế giới, nhằm tránh những cái hậu họa lớn về sau này mà. Và thế thôi, chỉ có thế thôi. Video hết rồi các bạn, đó là tổng quan về vụ việc vừa qua. Thôi sao mà hết được, nói rồi các bạn. Câu hỏi đặt ra ở đây là điều này liên quan gì đến chúng ta, những người mà còn không hình dung ra được là 5 tỷ đô trông nó sẽ như thế nào, chứ còn chưa nói đến việc kiếm. Nói thật với anh em là từ hôm qua đến giờ mình cứ ngồi mình tưởng tượng là 5 tỷ đô trông nó sẽ như thế nào mà mình không tưởng tượng ra được, thực sự luôn. Ok, để trả lời cho câu hỏi là nó liên quan gì đến chúng ta, đầu tiên hãy để mình chứng minh sự nhỏ bé của 5 tỷ đô la Mỹ đối với Facebook, và chứng minh luôn khoản phạt nghe có vẻ lớn này thực ra là trông giống một trò đùa hơn. Gọi là trò đùa thì cũng hơi quá, nhưng mà hãy bỏ qua chi tiết này đi nhá. Ok, bỏ qua cái này nhá. Trò đùa bắt đầu ngay sau khi thời điểm bị tuyên phạt 5 tỷ đô la Mỹ thì cổ phiếu của Facebook có xu hướng giảm nhẹ một chút, nhưng rồi sau đó lại tăng lên trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Với một bê bối lớn liên quan đến bảo mật thì việc cổ phiếu của họ tăng lên là vô lý, anh em thấy điều đấy mà đúng không? FTC bỏ ra hàng tháng trời để xem có thể là phạt Facebook như thế nào. Nhưng rồi Facebook thì vẫn nhẹ nhàng nộp 5 tỷ như lông hồng và bỗng dưng có giá trị vốn hóa cao hơn. Tại sao lại như vậy? Vì 5 tỷ đô thì đúng là to, nhưng mà so với Facebook thì không thấm thát gì cho lắm. Riêng quý trước họ thu về 15 tỷ đô doanh thu, và trong năm tài khoá trước họ thu về 22 tỷ đô lợi nhuận. 22 tỷ đô lợi nhuận đồng nghĩa với gần 2 tỷ đô lãi một tháng. Tiếp tục đồng nghĩa với việc FTC vừa phạt Facebook khoảng tầm 3 tháng lãi và 1 tháng doanh thu của họ. Hãy nhớ lại về con số 5 tỷ. Đây là khoản phạt lớn nhất trong lịch sử bảo mật thế giới, gấp 200 lần, hơn 200 lần kỷ lục phạt cũ của Google và gấp gần 30 lần mức phạt lớn nhất trong lịch sử FTC là 168 triệu đô la Mỹ dành cho Dish Network vào năm 2017. Khoản phạt kỷ lục này rất là thú vị là nó nhấc một số tiền ra khỏi túi của Facebook và làm Facebook trở nên có giá trị lớn hơn trên sàn chứng khoán. Tuyệt vời. Và đây sẽ là phần liên quan đến bạn này. Những khoản tiền phạt, những án cấm hay thậm chí là những án tù chỉ có tác dụng thực sự khi mà nó có tính răn đe với một hành vi sai trái. Giống như kiểu ngày bé bạn bị phạt là úp mặt vào tường đi, nhưng mà bạn thích cái việc úp mặt vào tường đấy thì án phạt đấy nó gần như là nó không có ý nghĩa nhiều lắm đối với bạn. Thậm chí bạn còn cố tình bạn vi phạm để mà bạn được úp mặt vào tường ấy. Và Facebook thì cũng gần là như thế, khi mà khoản phạt này không có ý nghĩa nhiều lắm về mặt tiền đối với họ, nhất là khi FTC không thể phạt nặng hơn được nữa, và khi đó thì Facebook sẽ tiếp tục những hành vi xâm phạm sự bảo mật của những tài khoản người dùng.
Bằng chứng đây, đây không phải là lần đầu tiên, tất nhiên rồi, mà phải là lần thứ một vài chục rồi Facebook bị điều trần hay là tuyên phạt về chuyện bảo mật. Vào năm 2011 thì họ ký một cái sắc lệnh hứa hẹn với FTC về việc là bảo vệ quyền người dùng. Nhưng rồi động thái này cũng có vẻ không hề tác động gì lắm đến cách Facebook xử lý thông tin cá nhân của mỗi chúng ta. Tức là Facebook chuyển khoản 5 tỷ tiền phạt và sau đó mọi chuyện gần như không có gì thay đổi cả. Bảo mật của chúng ta vẫn bị đe dọa như thường và nguy hiểm hơn là chúng ta đang dần coi việc mình không có một chút riêng tư nào trên mạng xã hội như một lẽ tất nhiên và chấp nhận nó. Mà thực ra ấy, không chấp nhận thì có làm được gì đâu, chúng ta quá nhỏ bé để có thể làm bất kỳ điều gì, kể cả là ngừng sử dụng Facebook. Nếu bạn nghĩ là bạn an toàn khi bạn không dùng mạng xã hội nói chung và không dùng Facebook nói riêng thì bạn sai rồi. Quay lại vấn đề nhá, thì ngay khi tung ra một sản phẩm mới, Facebook sẽ phải có những cái văn bản chính thức về việc là họ sẽ bảo vệ quyền riêng tư của người dùng ra sao. Chúng ta sẽ trực tiếp nhìn thấy những điều luật đó, nhưng thường là chúng ta sẽ lướt xuống và bấm vào mục là tôi đã đọc và đồng ý. Có một thực tế là chúng ta có đọc hay không thì cũng chả có lựa chọn nào khác mà đồng ý cả. Không bấm vào cái ô đấy nó có cho mình bấm tiếp đâu. Thì chúng ta phải bấm vào thì chúng ta mới được sử dụng dịch vụ. Và dù chúng ta có đồng ý hay không thì Facebook vẫn sẽ thu thập và chia sẻ dữ liệu của chúng ta cho các bên khác như thường, với những món lời khổng lồ trong ngành công nghiệp quảng cáo vốn dựa vào xương sống là data. Nếu như mất đi cái xương sống là data này thì Facebook sẽ mất đi cánh tay phải và gần như là rất là khó để có thể hoạt động được tiếp. Bởi vậy là họ chọn giải pháp gần như là chủ động vi phạm, né tránh những chỗ nào có thể, trả thêm một chút tiền cho một vài luật sư và tiếp tục làm như cũ. Nếu chúng ta là Facebook, có lẽ chắc chắn là chúng ta cũng sẽ làm như thế. Và tất nhiên bên cạnh đó là một vài lời hay ý đẹp để trấn an dư luận. Mark Zuckerberg rất giỏi trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông. Ngay sau khi bị tuyên phạt thì nhà sáng lập của Facebook tuyên bố rất là đánh thép. 2.0 kép: chúng tôi sẵn sàng trả khoản phí phạt này, đồng thời thực hiện một vài những thay đổi mang tính hệ thống trong việc tung ra các sản phẩm. Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, cũng như đã và đang cố gắng để thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ này và tạo ra một tiêu chuẩn mới về các bảo mật trong mạng xã hội. Ôi, nếu level văn hay chữ tốt của mình là 1, giáo sơn là 5 thì level của Mark Zuckerberg là vô cực. Tất nhiên chúng ta đều biết phát ngôn gì trên truyền thông cũng vậy, tin một nửa thôi và ngờ một nửa. Thậm chí là có thể Facebook còn xác định sẵn được là mình sẽ phải trả bao nhiêu tiền, bị phạt bao nhiêu tiền, tính toán trước và để riêng ra, vì vốn Facebook không phải là một công ty yếu về mặt pháp lý. Với tất cả những lý do đấy thì những quan chức cấp cao đã đưa ra những lời bình luận nó không được hay ho lắm về những gì FTC đã làm. Họ gọi khoản phạt 5 tỷ đô này là một món quà Giáng sinh cho Facebook vào giữa mùa hè. Người thì nói FTC đã thất bại thảm hại. Người cho rằng cách làm của FTC là nước cờ sai buồn cười nhất trong lịch sử pháp lý. Đó chỉ là những ý kiến mình thu lượm được thôi, còn thực tế thì quan điểm của mình nó không gay gắt đến như thế đâu. Dù sao thì án phạt của FTC cũng là một cái tiền đề để Facebook chú ý hơn tới bảo mật người dùng và phần nào đó là cẩn thận hơn trong những bước đi của mình. Và cũng rất may, đây có thể không phải là lần duy nhất FTC có thể phạt được Facebook. Họ hoàn toàn có thể quay trở lại trong tương lai. Bên cạnh những tòa án khác đến từ chính phủ Mỹ, nói gì thì nói thì các tòa án cần có những cái nước đi và động thái cụ thể hơn. Nó phải nhắm trực tiếp vào cách làm của Facebook thay vì chỉ cảnh cáo bằng lời nói, bằng văn bản hay là phạt tiền. Vì dù sao ấy thì lời nói cũng chỉ là lời nói, văn bản thì cũng chỉ là văn bản và tiền thì cũng chỉ là tiền thôi. Nhưng mà nói thế chứ mình thực sự cảm thấy là bây giờ chúng ta đang có một cái xu hướng là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta cũng chả cần sự riêng tư trên mạng làm cái gì cả, bởi vì đơn giản ở cao chúng ta có gì đâu. Vậy thì các bạn nghĩ là cái việc Facebook bị phạt như thế này có thể ảnh hưởng gì đến chúng ta trong thời gian tới? Cách chúng ta sử dụng Facebook, chúng ta có được an toàn hơn trên nền tảng mạng hay không? Thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye.